Xin chào các bác nhé. Hôm nay em xin giới thiệu các bác một loại sâm, đó là sâm Thiên Mao hay là còn gọi là sâm cau đen. Bên em chuyên cung cấp sâm Thiên Mao này, sâm béo đen này và các đặc sản núi rừng, các loại ngâm rượu, hoa củ quả rễ cây rừng, mũ tần, ba kích, sâm cau, ngọc cẩu, táo mèo, chối hột, la hán, bọ cạp, tắc kè, cá ngựa, muối chúa, sao biển, vân vân. Các bác cần loại nào thì vui lòng liên hệ cho em nhé. Bên em có giao hàng toàn quốc, đến nơi các bác kiểm tra hàng thanh toán thôi. Loại này thì các bác dùng ngâm rượu hoặc là nấu nước uống hoặc là phơi khô pha trà các bác nhé. Loại này thì ngâm rượu, thường thì là ngâm rượu các bác ạ. Sâm Thiên Mao thì không thể thiếu trong các vị thuốc ngâm rượu, các loại bổ thận tráng dương rồi. Thì loại này những cái lưu ý khi sử dụng là các bác thì em sẽ giới thiệu các bác. Bây giờ thì em xin đọc cái tác dụng của nó. Tác dụng thì là kéo dài thời gian quan hệ này, bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lý này, điều trị nhịp dương này, bồi bổ sức khỏe này, tăng sức đề kháng này, trị đau nhức xương khớp này. Các bác lưu ý là khi ngâm rượu thì hoặc là trước khi sử dụng thì mình phải sơ chế này các bác nhé. Mình ngâm qua nước vo gạo này. Trước tiên các bác rửa sạch này. Rửa sạch loại này, sau đó là ngâm qua nước vo gạo. Ngâm qua nước vo gạo, sau đó là ngâm qua nước vo gạo qua đêm các bác nhé. Sau đó là hôm sau là mình rửa lại một lần nữa, rồi mình tráng qua rượu mình ngâm, hoặc là mình để phơi khô các bác nhé. Phơi khô thì để sử dụng dần. Ngâm rượu thì 1 kg, sau khi chế biến rửa sạch ngâm nước vo gạo xong thì mình 1 kg này mình ngâm khoảng 3-4 lít và rượu 40 độ và sau 1 tháng là sử dụng được. Mỗi bữa dùng 1-2 ly nhỏ. Còn các bác phơi khô thì mỗi ngày khoảng 15-20 g khô mình hãm trà hoặc là mình nấu nước uống, có thể kết hợp cùng các loại khác các bác nhé. Bên em thì cung cấp sâm Thiên Mao này khô tươi đủ các loại. Các bác ngâm rượu thì sau 2 tháng là sử dụng được, mỗi bữa dùng 1-2 ly nhỏ. Loại này thì đây là sâm cau rừng, Thiên Mao rừng các bác nhé. Cái loại này thì khai thác nó rất dễ gãy các bác, rất giòn, nhiều khi củ rất dài to đẹp nhưng mà nó lại gãy ra thì không còn đẹp nữa. Như củ này chẳng hạn, rất giòn, các bác bẻ thì nó sẽ rất giòn như này. Đấy, bên trong giữa nó sẽ có một cái lõi như này các bác nhé, giòn cực. Đấy, các bác cần thì sâm Thiên Mao hoặc các đồ ngâm rượu đặc sản núi rừng thì liên hệ cho em nhé. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi nhé. Xin chào tạm biệt các bác.